Xin mến chào đến cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 10. Thì nhân dịp em gũ tên gì em gũ? Tên Vững. Em Vững mình ở đâu em? Ở Thanh Mỹ. Thanh Mỹ à? Thanh Mỹ là ở Đồng Tháp luôn anh em ơi. Cũng tỉnh nhà ha. Thì hôm nay bây giờ cũng muộn rồi. Em Mỹ đến đặt thùng cái con chích T155 anh em. Này tặng áo với nó à. Chơi cái áo vô em Mỹ ơi. Này dần hơi muộn anh em. Đó, chơi bộ đồ vô tới công chuyện luôn. Nhìn lúc mà đang giở ra mới rút cái thùng nha. Còn anh em ơi, thì trong khi anh em đang tập trung đập thùng cái con ZT155 anh em. Em Mỹ ở Thanh Mỹ nha. À, mới tin luôn. Quay lại. Lấy xuống đây kìa, quay lại. Rồi. Máy về trong đêm luôn anh em ơi. Về với chủ mới trong đêm luôn. Rồi, anh em nào có cần xài máy dòng Kuta ZT GT cũ mới cái liên hệ bên em ha. Thì bên em có bán hỗ trợ trợ góp cho anh em luôn. Rồi. Cảm ơn anh em. Mỹ rồi, chỗ máy có pháo anh em. Bye.